Đến thời điểm hiện tại thì chắc hẳn nhiều anh em cũng đang thắc mắc về những cái vấn đề xung quanh cái gọi là switch quang học. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em những vấn đề xoay quanh switch quang học là gì, bao gồm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm và điều gì làm cho nó nổi bật hơn so với switch cơ học truyền thống. Và để anh em có thể dễ hình dung hơn về phím cơ sử dụng switch quang học thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một thương hiệu bàn phím cơ mới. Đây cũng là một trong số ít thương hiệu phím cơ đi đầu về việc áp dụng switch quang học lên những chiếc bàn phím cơ của mình, thì đó là chiếc Keychron K4. Trước khi đi vào phần đánh giá chi tiết, nếu như anh em nào có quan tâm về chiếc bàn phím Keychron K4 này thì mình sẽ hẹn anh em trong video tiếp theo. Anh em đừng quên nhấn subscribe để có thể nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất trên kênh AZTech Review nhé. Như những anh em đã từng sử dụng qua những chiếc bàn phím cơ thì cũng có thể biết là switch cơ thường bị những các lỗi như là double click này, hay đôi khi là chập chờn, không nhận tín hiệu sau khoảng một thời gian dài sử dụng. Thì với việc sử dụng switch quang học sẽ gần như là loại bỏ được hoàn toàn những cái nhược điểm này. Hay nói cách khác là tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với switch cơ học truyền thống. Thì trong phần chính của video ngày hôm nay, mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa hai loại switch nói trên và những ưu điểm của việc sử dụng switch quang học. Đầu tiên là về phần cấu tạo của switch quang, nó sẽ bao gồm 5 phần cơ bản, đó là top housing, stem, cụm thấu kính và bóng led, bot housing và cuối cùng là lò xo. Nguyên lý hoạt động của switch cơ học bình thường đó là nhờ sự tiếp xúc giữa hai lá đồng bên trong switch, nó sẽ thay đổi điện trở và tạo ra tín hiệu. Thì loại switch quang học này lại sử dụng một nguyên lý khác, đó là sử dụng ánh sáng, đúng với cái tên của nó, switch quang học. Khi switch ở trạng thái bình thường thì ánh sáng của bóng led sau khi đi qua thấu kính nó sẽ hội tụ thành một chùm tia song song và phát đi, nhưng sẽ không tới được bộ phận nhận tín hiệu vì bị chặn lại bởi stem. Khi mà anh em bấm sẽ đẩy phần stem xuống dưới đến một điểm nhất định, điểm đó thì được gọi là điểm nhận tín hiệu, sẽ tạo ra một khoảng hở sáng và khi đó ánh sáng của bóng led sẽ đi qua và tới được bộ phận nhận tín hiệu. Và khi đó tín hiệu sẽ được nhận và truyền đến máy tính. Và đó là nguyên lý hoạt động cơ bản nhất của một chiếc switch quang học. Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng switch quang học đó chính là tốc độ phản hồi, hay còn gọi là độ trễ. Ở những switch cơ học thì cả quá trình hoạt động để hai lá đồng chạm vào nhau cho dòng điện đi qua để tạo ra tín hiệu thì mất khoảng 5 mili giây, cũng có nghĩa là độ trễ của nó là khoảng 5 mili giây. Trong khi đó với switch quang học, thời gian để ánh sáng đi từ bóng led tới điểm nhận tín hiệu thì nó chỉ mất khoảng 0,03 mili giây mà thôi, nhanh hơn rất là nhiều so với switch cơ học. Thì điều này cũng dễ hiểu thôi, tốc độ ánh sáng nó chắc chắn sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ của dòng điện ở điều kiện thông thường rồi, đúng không nào? Ưu điểm thứ hai đó chính là độ mượt mà, trơn tru khi mà sử dụng. Thông thường ở switch cơ học thì khi bấm nó sẽ tạo ra hai loại ma sát khác nhau. Thứ nhất là ma sát giữa stem và housing, thứ hai nữa là ma sát giữa stem và lá đồng. Còn trên switch quang học thì nó chỉ xuất hiện đúng một loại ma sát duy nhất thôi, đó chính là giữa stem và housing. Nên khi sử dụng anh em sẽ cảm thấy nó nhẹ hơn và trơn tru hơn khi bấm. Ưu điểm cuối cùng nữa đó chính là độ bền. Ở những switch cơ học thì khi sử dụng theo thời gian, sự tiếp xúc giữa các lá đồng nó sẽ không còn tốt nữa hay còn bị oxy hóa. Và điều đó sẽ dẫn đến những hiện tượng như là bị double click hay là xảy ra hiện tượng bị trễ. Và để khắc phục được cái tình trạng này á, thì anh em chơi bằng phím cơ thường có một công việc được gọi là lub switch. Để nói một cách dễ hiểu hơn á, thì công việc này đó chính là vệ sinh và tra dầu cho từng cái switch một. Điều này cũng giống như là anh em tra nhớt vào sên xe đạp hay xe máy vậy đó. Và quay trở lại với switch quang học, ở switch quang học nó sẽ không có bất kỳ cái tiếp xúc vật lý nào giữa những cái bộ phận nhận tín hiệu, cho nên cái việc bị double click hay là bị trễ nó sẽ khó xảy ra hơn. Và trên hết thì anh em sẽ không cần mất thời gian để mà lắp từng switch một. Cái việc này nó sẽ mất của anh em nó cực kỳ nhiều thời gian và công sức. Và tất nhiên nữa là độ bền của switch quang học nó sẽ vượt xa cái chuẩn 50 triệu lần bấm trên những cái dòng switch cơ học thông thường. Đối với những anh em đã sử dụng qua bàn phím cơ lâu năm, khi mà sử dụng những chiếc bàn phím sử dụng switch quang học như trên con K4 này thì sẽ có cảm giác không quen cho lắm. Nó sẽ có cảm giác hơi nhẹ hơn và trơn hơn vì switch ít có sự tiếp xúc vật lý hơn. Vì thế khi mà gõ văn bản hay là cần thao tác với tốc độ cao, cái việc mà bấm nhầm nó sẽ dễ xảy ra hơn đối với những anh em nào chưa quen sử dụng qua loại bàn phím này. Và tổng kết lại thì việc tạo ra switch quang học theo mình thấy là cực kỳ cần thiết tại thời điểm hiện tại, khi mà công nghệ của switch cơ học đã đạt đến một cái giới hạn nhất định và không còn đột phá gì mới nữa. Thì sự xuất hiện của switch quang học vừa hay là có thể bù đắp cho sự thiếu sót mà switch cơ học không thể có được. Vậy nếu là anh em thì anh em sẽ chọn cho mình một chiếc bàn phím sử dụng switch cơ học truyền thống, hay là sẽ lựa chọn cho mình một hướng đi mới sử dụng switch quang học? Hãy để lại comment ngay bên dưới phần bình luận để cho mình biết nhé. Và như mình đã nói ở phần đầu video, nếu anh em nào quan tâm về chiếc bàn phím Keychron K4 này thì nhớ subscribe để có thể nhận được thông báo về video mới nhất nhé. Trước khi kết thúc thì mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi đến giờ phút này của video, và không để anh em đợi lâu nữa,
Thì bây giờ mình sẽ công bố những phần quà cũng như là cách thức tham gia chương trình tặng quà nhân mùa Valentine của Architect Review. Và trong chương trình tặng quà này nó sẽ có tổng cộng là 3 giải, một giải 3, một giải nhì và một giải nhất. Giải 3 sẽ là một chiếc pad G240 của Logitech. Giải nhì sẽ là một chiếc pad size extend của Asus, là chiếc pad Faker. Đây, anh em có thể thấy. Đây ha. Và cuối cùng là một chiếc pad của Vamilo, cũng là size extend luôn, và phiên bản đó là phiên bản coil. Và đây chính là giải nhất, là một chiếc pad của Vamilo phiên bản coil. Thì chiếc pad này thì như anh em cũng đã thấy nó cực kỳ đẹp luôn. Và cái phiên bản này trên thị trường nó rất là hiếm nha. Có mùi matcha luôn anh em. Và phần quan trọng nhất đó là công bố cái thể lệ cũng như là cách thức tham gia cái chương trình này. Và anh em hãy để lại comment ngay bên dưới video này hai con số may mắn từ 00 tới 99 ngay tại thời điểm anh em đang theo dõi video. Tiếp theo là like và subscribe kênh của AZTech Review. Và bên cạnh hai con số may mắn của mình thì anh em đừng quên để lại số điện thoại để tụi mình có thể liên lạc được cho anh em nếu như anh em may mắn trúng thưởng. Để rút kinh nghiệm lần trước, có một số anh em trúng thưởng nhưng mà bên mình không thể liên lạc được, cho nên anh em hãy chắc chắn là cái số điện thoại này là chính xác nhé. Và thời điểm mà tụi mình công bố người may mắn nhận được những phần quà này đó là vào 5 giờ chiều ngày 15 tháng 2, sau ngày Valentine một ngày. Vì tụi mình sẽ để cho anh em ngày 14 tháng 2 để anh em có thể dành thời gian ở bên người mình yêu quý. Và ngay thời điểm mình công bố thì mình cũng sẽ livestream. Anh em hãy nhớ theo dõi để xem thử mình có phải là người may mắn nhất hay không nhé. Và sau cùng, cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.